Xem tử vi tuổi Tuất năm 2025 Ất Tỵ có những gì cần lưu ý, hãy cùng với Tử Vi Việt Nam luận giải và dự đoán các vấn đề về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên của người tuổi Tuất trong năm 2025 Ất Tỵ này nhé. Xem tử vi tuổi Tuất năm 2025 Ất Tỵ luận giải chung. Tử vi tuổi Tuất năm 2025 dự đoán rằng ảnh hưởng của năm đến tuổi Tuất sẽ ở mức tối thiểu và năm mới sẽ bình yên. Và đặc điểm của chó và rắn là khác nhau. Rắn thì thích hòa nhập với con người, còn chó lại thích cuộc sống yên bình. Năm nay thì tuổi rắn có vẻ rất phức tạp đối với người tuổi Tuất, và điều này sẽ khiến năm này trở nên nhàm chán đối với người tuổi Tuất. Và tuổi Tuất sẽ cần phải thay đổi những hành vi của mình để phù hợp hơn với những hoàn cảnh khác nhau. Họ nên hòa đồng hơn và nỗ lực kết bạn mới, và nên thay đổi thái độ và khuyến khích bản thân trở nên thân thiện hơn. Năm 2025 cũng là một thời điểm mà bạn sẽ cần phải thận trọng và sáng suốt hơn trong việc đưa ra quyết định của mình. Năm nay thì bạn nên đặc biệt cẩn thận trong các vấn đề về công việc, tránh xung đột, hiểu lầm đối với đồng nghiệp, khả năng ngoại giao và giữ bình tĩnh. Giữ bình tĩnh của bạn sẽ là rất quan trọng để duy trì sự hài hòa trong công việc và tránh những dự án rủi ro và những đề xuất đáng ngờ. Và đặc biệt là những dự án có vẻ quá tốt để có thể trở thành hiện thực. Tử vi tuổi Tuất năm 2025 về sự nghiệp. Theo dự đoán của Tử vi Việt Nam thì năm nay người tuổi Tuất sẽ có nhiều biến chuyển đối với bạn bè về mặt sự nghiệp, và quý bạn tuổi Tuất sẽ làm việc chăm chỉ trong công việc của bạn, và bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ các quan chức tại nơi làm việc của mình, và sẽ nỗ lực hết mình trong công việc và sẽ không bỏ sót một công việc nào. Qua đó thì người tuổi Tuất có thể nhận được thành quả xứng đáng cho sự chăm chỉ của mình vào năm 2025. Nhưng từ tháng 2 đến tháng 3, bạn sẽ rất bận rộn với công việc của mình. Trong thời gian này thì bạn có thể ra nước ngoài và làm một số công việc. Năm 2025 Ất Tỵ được đánh giá là một năm bận rộn và vất vả cho người tuổi Tuất. Với các bạn đã có sự nghiệp thì không nên cơi nới mở rộng đầu tư sang lĩnh vực mới trong năm nay. Nên tập trung vào việc cải tiến nội bộ và nâng cao hiệu suất hiện tại, hoặc là đầu tư cho máy móc để nâng cao năng suất thì hơn. Với các bạn còn đang phát triển sự nghiệp thì nên lấy đây là một năm bản lề cho những cái mới để sẵn sàng học hỏi và sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ để nâng cao trí thức của bản thân, và qua đó thì nâng cao khả năng làm việc của mình trong tương lai. Bởi năm này là một năm bản lề quan trọng cho những năm tiếp theo của quý bạn. Tử vi tuổi Tuất năm 2025 Ất Tỵ về tài lộc. Bởi những thứ vất vả ở trên mà Tử vi Việt Nam đã chia sẻ thì năm này sẽ tốt cho mọi người về mặt tiền bạc. Năm nay thì quý bạn tuổi Tuất sẽ có được những nguồn thu tốt để tăng thu nhập, và bạn sẽ đạt được tiến bộ tốt trong lĩnh vực kinh tế và có cơ hội nhận được một số công việc của khối nhà nước cũng có vẻ là tốt. Và quý bạn tuổi Tuất sẽ thành công trong công việc và cũng có thể bắt đầu một công việc kinh doanh mới, và điều này thì có lợi cho bạn. Năm nay thì bạn sẽ giàu có về tiền bạc, nhưng bạn cũng nên có kế hoạch thực hiện một số khoản đầu tư tốt, và bạn sẽ đầu tư tiền vào một số kế hoạch có lợi cho bạn. Tử vi tuổi Tuất năm 2025 về tình duyên. Mối quan hệ yêu đương tương đối khó chịu và dễ gặp nhiều biến động. Mặc dù vợ hoặc chồng của bạn đã cố gắng tham gia vào các hoạt động xã hội, nhưng bạn vẫn bị giới hạn ở nhà và bạn sẽ không hứng thú với việc kết bạn mới. Tuy nhiên, bạn sẽ rất vui khi ở nhà, và tuổi Tuất cần làm theo bản năng của mình và không ép mình làm bất cứ điều gì trái với mong muốn của chúng ta. Và bạn không nên phấn khích một cách không cần thiết trước lời nói của người khác, và bạn nên chọn cách sống cuộc sống của họ. Các thành viên trong gia đình bạn sẽ có tính xã hội cao và sẽ tham gia vào các hoạt động với bạn bè và người thân, và bạn không nên chán nản và cũng không nên chú ý những điều này. Bạn không nên để tâm đến những điều đó và tránh đưa ra những nhận xét gay gắt về đối tác của mình. Tử vi Việt Nam có thể đưa ra lời khuyên cho người tuổi Tuất năm 2025 nên giữ thái độ ngoại giao và tránh tranh chấp vì sự hòa hợp trong hôn nhân. Quý bạn tuổi Tuất trong năm nay thì sẽ có nhiều tương tác xã hội hơn với bạn bè và vòng kết nối bạn bè của họ. Và những người sinh năm Tuất thì sống ở phía sau và không quan tâm tới việc kết bạn mới. Trong trường hợp đó thì bạn nên thận trọng hơn trong việc tránh kết bạn mới tạm thời. Và cuối cùng là tử vi tuổi Tuất năm 2025 về sức khỏe. Năm 2025 Ất Tỵ, người tuổi Tuất sẽ gặp một số khó khăn trong việc về duy trì thể lực và tinh thần trong năm 2025 này, vì có thể buộc phải gặp những người không mong muốn, và bạn muốn sống một cuộc sống đơn giản mà không có sự can thiệp của người khác, và bạn có thể tìm kiếm những địa điểm mới nơi mình có thể hạnh phúc.
và điều này thì không thể thực hiện được, thì bạn nên tìm cách hạnh phúc theo cách của mình. Do đó thì năm 2025 Ất Tỵ là một năm mà người tuổi Tuất nên quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình, rèn luyện một môn thể thao nào đó để nâng cao thể lực và đồng thời giảm các stress và căng thẳng không đáng có, và từ đó thì có một tinh thần minh mẫn để tinh tấn hơn trong cuộc sống này. Chính vì vậy mà năm 2025 Ất Tỵ, người tuổi Tuất nên kiên nhẫn và hãy tiếp tục học hỏi và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Và đừng để những vấn đề nhỏ mà ảnh hưởng đến tâm lý phát triển và tiến tới mục tiêu của bạn. Năm 2025 hứa hẹn sẽ là một năm bản lề quan trọng cho người tuổi Tuất. Và hãy giữ một tâm hồn cởi mở và đương đầu với mọi thử thách với nụ cười trên môi. Qua đó thì sẽ gặt hái được những trái ngọt cho những năm tiếp theo của mình. Và trên đây là phần luận giải năm 2025 Ất Tỵ của Tử Vi Việt Nam đối với quý bạn tuổi Tuất. Và đừng quên, Tử Vi Việt Nam có chương trình luận giải lá số miễn phí. Do đó, quý bạn có thể comment giờ ngày tháng năm sinh và điều cần hỏi ở phía dưới cho chúng tôi nhé.